Hiền Hồ trở lại sau Xì Căng Đan anh em nương tựa. Ca sĩ Hiền Hồ cho biết sau Xì Căng Đan anh em nương tựa, cô chuẩn bị công bố nhiều sản phẩm âm nhạc và đêm nhạc. Ca sĩ Hiền Hồ sẽ có đêm nhạc Chợ Gạo Sâu, dự kiến vào ngày 11 tháng 9. Đây cũng là lần xuất hiện chính thức của cô sau Xì Căng Đan anh em nương tựa gặp phải nhiều chỉ trích của khán giả. Bên cạnh đó, cô cũng chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới tinh của mình sau thời gian dài chuẩn bị. Từ khi dính đến Xì Căng Đan anh em nương tựa, Hiền Hồ gần như mất tích khỏi showbiz Việt. Chọn cách im lặng để mọi thứ trôi qua như cách mà nhiều người nổi tiếng thường làm khi dính Xì Căng Đan, Hiền Hồ vẫn mong ngày được trở lại và được khán giả đón nhận. Trước khi chính thức trở lại, Hiền Hồ cũng đã để lộ những dấu vết tái xuất của mình. Cô xuất hiện trở lại mạng xã hội, tung sản phẩm cover và thậm chí là khoảnh khắc đang đi tập thanh nhạc. Những hình ảnh clip đó phần nào khẳng định quyết tâm trở lại của Hiền Hồ. Việc khán giả có bỏ qua cho cô hay không còn phải đợi thời gian trả lời, nhưng chắc chắn hành trình mới của cô sẽ không dễ dàng như trước. Thời gian qua, showbiz Việt chứng kiến nhiều sự tái xuất của những giọng ca dính thị phi như Sơn Tùng, MPP, Jack 97. Dù Xì Căng Đan đã phần nào lắng xuống nhưng hiệu ứng của sản phẩm đều không được như trước. Có vẻ như khán giả đang tận dụng quyền tẩy chay triệt để của mình với những người nổi tiếng dính thị phi. Động thái cứng rắn này của khán giả nhận được nhiều ủng hộ khi nhiều người tin rằng tẩy chay triệt để nghệ sĩ dính thị phi chính là cách để showbiz Việt trở nên trong sáng hơn.